Thì chú dứt khoát là chú cứ cùng theo tiếng gọi con tim. Lúc đó thì cô có hiểu được những cái áp lực mà chú đang phải chịu không? Có chứ, hiểu chứ. Thậm chí hồi đấy ông bà còn bắt một ông anh ra đây để mà gặp gỡ rồi nói thế này thế kia, bảo là không được thế này nọ. Nhưng mà rồi thì cũng vượt qua hết để rồi đến với nhau. Bây giờ thì mới xưng em chứ ngày xưa nói người ta thôi. Mà người ta cứ nghĩ là ông này ông đẹp trai thế, ông bao nhiêu gái thế, mình làm sao mà trụ được. Cho nên là và cô cũng nghi ngờ lắm. Nhưng mà càng ngày càng sống với nhau rồi càng ngày càng thấy cái tình yêu của chú đối với cô là rất là thật. Thì rồi thì thế và cho đến bây giờ thì... Chú, nhưng mà trong suốt bao nhiêu năm mình sống chung với nhau như vậy, có bao giờ mà cô làm cho chú buồn lòng điều gì? Có chứ, làm sao mà tránh khỏi được. Chú cũng có thể có những lúc làm cho cô buồn lòng và cô cũng vậy. Nhưng mà chính bởi vì đó cũng có những cái sóng gió đấy để rồi mình càng ngày càng hiểu nhau hơn. Mình phải chấp nhận những cái tính hư thật xấu của cô, và cô cũng ngược lại, à ông này cũng có những cái tính hư thật xấu ấy. Thế mà mình mà không biến nó thành những cái mà đáng yêu, thành những cái mà mình phải chấp nhận để mình sống như kiểu sống chung với lũ. Chú ơi, thế bình thường thì chuyện bếp núc ở trong nhà thì ai sẽ là người đảm nhiệm hả chú? Thực ra trước đây là cô với chú là hay đi công tác, bận lắm. Cho nên là thường là bếp núc thì là có con gái, hai chị gái. Đó. Ở đây hả? Đây. Cốc 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 cốc. Cốc. Cháu chào chú Lợi. Cháu chào chú. Chào chú ạ. Giới thiệu với Ngọc Lan, đây là chú Tôn Thất Lợi. Dạ. Là phu quân của nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa. Dạ thưa chú, hôm nay tụi con đến đây là với tư cách là đại diện của chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà. Đến gõ cửa thăm nhà của nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa. Thì con không biết là cô có ở nhà không hả chú? Hôm nay thì cô có, vì cái lịch này nó nhận được lâu rồi mà, thì cô phải đi chấm thi trong một cái đơn vị người ta thi hát đó mà, để cô làm giám khảo. Không sao, chúng ta sẽ chờ và gặp được chú Lợi là yên tâm quá rồi. Chú ơi, con rất là muốn tham quan nhà luôn á. Mời, mời, mời. Cô chú ở đây rồi đi chợ như thế nào ta? Ở đây là nó có cái chợ phiên. Dạ. Cứ mỗi một tuần thì nó có 3 buổi phiên. Dạ. Thì mình ra thì là dân ở đây thì chủ yếu là người ta trồng trọt trong thừa thì người ta mang chợ phiên người ta bán. Dạ. Nên là mình ở đây là mình được cái hưởng cái những cái đồ ăn rất là sạch. Dạ. Đấy. Dạ, ở đây con thấy có một tấm hình của gia đình nè. Đẹp không? Con trai này, con trai đúng không ạ? Sơn, đúng con tên Sơn đấy. Cạnh đấy là con dâu. Đây là con gái. Đây là con gái đầu An Huyền Thư đấy. Với lại chồng là con rể. Kia đây là cháu ngoại, con của Lữ. Còn đây là con của Thư. Còn
Đây là con của Sơn. À, cháu nội đấy. Đây, mọi người ơi, mọi người hãy xem người yêu của cô Thanh Hoa đây. Chú Lợi ngày xưa cũng là công tác liên đoàn xiếc nhà chú nhỉ. Đấy, cũng là nghệ thuật. Con và anh Khuê rất là vui và cảm thấy rất là vinh hạnh khi mà được tham quan nhà của chú nè, rồi gõ cửa thăm gia đình của chú nè. Hồi nãy khi mà con ở ngoài cổng á, con có để ý con thấy là để là Tôn Gia Trang 2013. Thì con không biết là nhà mình dời về đây vào năm 2013 hay là cái Gia Trang này mình được tu sửa lại từ năm 2013 ạ? Mình về đây là từ 2013, mình xây dựng thế này. Hồi cô chú quyết định về đây ấy, thì bạn bè rồi tất cả mọi người cứ bảo vợ chồng nhà này hâm. Tự nhiên bỏ phố trong lên một cái chỗ mà nó xa xôi vậy. Thế rồi đến lúc mà về đây xong mọi người sau khi xong xuôi rồi mọi người lên chơi thì bắt đầu đến bây giờ thì mới nói bảo ông bà này đúng là khôn, đi trước thời đại. Tới bây giờ là cô chú ở đây chỉ có hai vợ chồng với nhau thôi hay là ở cùng không, với lại các anh cả, chị? Không có cả hai vợ chồng con út nữa. Dạ. Là Tôn Thất Sơn nữa. Rồi cũng về đây ở. Thực ra hồi xưa là lúc về thì cũng nghĩ là chắc hai đứa nó trẻ chắc nó cũng không muốn về đâu. Thì mới bảo là hay là mua thêm một cái nhà ở Hà Nội lại để mà cho chúng nó ở. Tôi sợ chúng nó chưa không muốn về. Thế xong rồi thấy có nhiều hôm mà nó bảo hôm nay bọn con không về đâu. Thế rồi đến lúc rồi 12 giờ thấy lò to về. Bảo hai vợ chồng ngủ thì không ngủ được, nó quen rồi. Thế là thôi. Thì bỏ ý định mua nhà Hà Nội, thế chúng nó về đây luôn. Muộn mấy muộn chúng nó cũng phóng về đây, chúng nó ngủ. Vì ở đây nó không khí nó trong lành. Với cả con thấy ở đây cũng không xa trung tâm là mấy. Nó không xa đi mấy. Đi tầm khoảng 30 phút, 40 phút dạ. Là đến nơi. Là đến nơi, đi thong dong mà cái đường này nó có tắc bao giờ đâu. Trời ơi, tính ra đây là người rất là đầu tư về bất động sản. Chưa thời đại mà. Dạ đúng rồi. Chú ơi, lúc nãy con nghe chú nói là chú có công tác ở trong đoàn xiếc hả? Ngày xưa chú làm công tác về cái bộ phận nào ạ? Chú biết xiếc không? Chú là ở bên bộ phận hài. À. Mà cháu cái nguyên tắc của hài ở bên xiếc ấy thì anh phải học tất cả các môn. Có nghĩa là ví dụ như những cái diễn viên khác ấy thì là người ta chỉ có học qua cái thời gian mà gọi là cơ bản đầu tiên ấy. Thì bắt đầu người ta phân thì anh chuyên về cái bộ môn gì thì anh chỉ chuyên thôi. Nhưng mà riêng cái bên hài xiếc thì nó lại bắt anh phải biết tất cả các cái bộ môn ở trong xiếc. Ví dụ nhé, muốn một tiết mục hài là vừa lấy được tiếng cười của khán giả nhé, nhưng mà đồng thời là phải biết tất cả. Ví dụ như bộ môn tung hứng này nhé, là cũng biết làm nhé. Thăng bằng cũng biết làm, lực sĩ cũng biết làm. Nhưng mà phải biểu cảm cái gương mặt để thu hút mọi người. Chứ sao nữa. Trời ơi, như vậy là rõ ràng là một nghệ sĩ xiếc như vậy, kỹ năng và tổng hợp và khó hơn là người diễn viên như tụi con. Nó khó, cho nên là phải bài khóa mới ra được một cái bộ hề. Nó ra được những cái cặp hề. Mà hồi ấy nói thật ra là chú cũng không nghĩ là chú lại đi về hài đâu. Bởi vì mọi người cứ bảo là thằng này trông nó hiền lành, trông nó có tí gì là hài đâu. Thế mà sau đây chỉ có vì có một cái hôm mà trong cái buổi tập đấy thì là cái diễn viên hài thì bị ốm. Đúng rồi. Nghỉ thì ông bảo mình vào làm thử làm thay cho nó một buổi để ông ấy coi dạy nốt cái phần của cái tiết mục ấy. Thì mình vào mình làm thử thì ông ấy sướng quá. Thế là thôi ông ấy bỏ luôn thằng kia rồi ông ấy lấy mình. Dạ. Cái đó thế nhiều là... khi bây giờ lại gọi là thời tới đỡ không kịp á chú. Chú ơi, có phải là vì ngày xưa mình có quá nhiều cái kỹ năng và cái tài năng như vậy thì chinh phục được cô gái Thanh Hoa hay không ạ? Chú cũng được cái may mắn là không những có tài năng mà còn về cái phần đẹp trai là hơi bị kinh đấy. Hồi trẻ là chú là kinh lắm đấy. Dạ. Ảnh của chú và bây giờ nhìn chú cũng đã thấy điều đó rồi. Ngày xưa. Chú ơi, tính bây giờ mình không có cô ở đây nè, mình nói xấu cô đi chứ. Ngày xưa chú cua cô có khó không? Ngày xưa thì như cô vẫn thường hay nói là ông này ông ấy cưa mình có mỗi một miếng dứa có 500 nhỏ. Thế à? Vì là hồi đấy là chú với cô là hay là đi diễn cùng nhau. Dạ. Ngày xưa là còn có cái phong trào là tạp kỹ đấy, trong một cái chương trình là có cả ca sĩ rồi có cả múa rồi có cả hài rồi có cả xiếc, đại khái là đi tạp kỹ đi diễn thì là đi diễn cùng với nhau.
cái ấn tượng đối với cô đầu tiên ấy, thì thấy là cô ấy, con người bé, hồi cô bé nhỏ lắm, rồi đi đâu cũng thấy đưa hai cái đứa con của cô đi. Chú thì hồi đấy đang trai trẻ, chưa hề có vướng một tí gì về với bụi trần cả, rất là trong sáng rồi nhá. Đấy, nhiều lần là cô cũng nói với mọi người là ui dồi, ngày xưa lúc mà lên ô tô mà gặp ông này lần đầu tiên bảo là không nghĩ ở Việt Nam sao lại có thằng cha nó đẹp trai thế. Thế là ấn tượng đầu tiên. Thế rồi cô chú đến với nhau rất là tự nhiên. Thế là trong một cái buổi diễn thì chú đang đứng ăn dứa thì cô đi qua, thế là chú mời miếng dứa có 500 nhỏ. Thế là từ đấy là bắt đầu hai người cứ hay đi nói chuyện. Thì hồi đấy là cô là đã ly dị, đã ra tòa rồi, cô là chồng trước ấy thì đã ra tòa rồi. Thì chú hồi đấy thì cũng chỉ quen đi diễn thế thôi, chứ cũng chưa có, không có cái ý định rằng là mình phải mình yêu đương gì đâu chú. Nhưng mà sau cái lần mà mời cô ăn dứa như vậy á, rồi thì diễn biến nó như thế nào? Từ cái miếng dứa đấy thì bắt đầu hai người mới thường xuyên gọi là ăn cơm cũng ngồi cùng này, cứ thế rồi dần dần cái quan hệ nó thân thiết hơn, cũng mến nhau về tài năng. Mình lúc đấy mình không hiểu là bà có mê mình về tài năng không, nhưng mà chắc chắn là mê vì đẹp trai, đẹp trai. Chắc chắn rồi. Thì cứ dần dần như thế nên bắt đầu mới có một cái cảm tình ở nó hơn cái gọi là bạn, mà thành ra là yêu đương. Bởi vì bà ấy mình hơn tuổi chú mà, nên mình cũng ngại, mình cũng từ cái cảm thấy là cái bà ấy có một cái bất hạnh, mặc dù có cái tiếng hát như thế, đi đâu ai cũng hâm mộ, đi đâu ai cũng rất là yêu quý, nhưng mà cái cuộc sống nó lại bị bất hạnh như thế. Yeah. Thế thì cũng từ đấy tình thương xong rồi tình yêu. Hồi hồi sau khi mà biết nhà chú, biết chú quan hệ với cô là cấm đoán ghê lắm. Tại vì là dù sao nữa thì ông bà cũng là gốc Huế. Yeah. Cho nên là ui, ông bà hồi đấy là ngăn cấm kinh lắm. Còn coi như hồi đấy là về ông bà đã nhắm cho một cô phát thanh viên ở Huế rồi, cũng rất là xinh, bảo là thôi bỏ được siếc để siếc đi. Về đây thì lấy vợ ở đây. Về Huế đấy. Về Huế. Nhưng mà chú được cái là chung tình, đã nói với người ta một cái lời yêu rồi thì mình phải có trách nhiệm, phải có cái ấy. Thì chú nhất khóa là chú cứ cùng theo tiếng gọi cô, con tim. Theo tiếng gọi con tim. Lúc đó thì cô có hiểu được những cái áp lực mà chú đang phải chịu không? Có chứ, không? Hiểu chứ. Thậm chí hồi đấy ông bà còn bắt một ông anh ra đây để mà gặp gỡ rồi nói thế này thế kia, bảo là không được thế này nọ. Nhưng mà rồi thì cũng vượt qua hết để rồi đến với nhau. Bây giờ thì mới xưng em, chứ ngày xưa nói người ta thôi. Mà người ta cứ nghĩ là ông này ông đẹp trai thế, ông bao nhiêu gái thế, mình làm sao mà trụ được. Cho nên là và cô cũng nghi ngờ lắm. Nhưng mà càng ngày càng sống với nhau rồi, càng ngày càng thấy cái tình yêu của chú đối với cô là rất là thật. Thì rồi thì thế, và cho đến bây giờ thì... Chú, nhưng mà trong suốt bao nhiêu năm mình sống chung với nhau như vậy, có bao giờ mà cô làm cho chú buồn lòng điều gì? Có chứ, làm sao mà tránh khỏi được. Chú cũng có thể có những lúc làm cho cô buồn lòng, và cô cũng vậy. Nhưng mà chính bởi vì đó cũng có những cái sóng gió đấy, để rồi mình càng ngày càng hiểu nhau hơn. Mình phải chấp nhận những cái tính hư thật xấu của cô, và cô cũng ngược lại, à ông này cũng có những cái tính hư thật xấu ấy. Nếu mà mình mà không biến nó thành những cái mà đáng yêu, thành những cái mà mình phải chấp nhận để mình sống như kiểu sống chung với lũ. Chú ơi, thế bình thường thì chuyện bếp núc ở trong nhà thì ai sẽ là người đảm nhiệm hả chú? Thực ra trước đây là cô với chú là hay đi công tác, bận, bận lắm. Cho nên là thường là bếp núc thì là có con gái, hai chị gái đầu là chuyên bếp núc. Thế nhưng mà sau rồi các chị đi lấy chồng rồi có sống riêng, thì từ đấy thì cô cũng là một người cũng nấu ăn được, nhưng mà chỉ có một cái điều là chú lại nấu ngon, ăn ngon hơn. Thế là từ đấy là chú đảm nhận luôn cái khâu vào bếp. Thế thì từ lâu lắm rồi. Quá dễ dàng rồi, cô lại không có ở nhà, cô có thể là đang trên đường về. Thế thì bây giờ
con nghĩ là chú với lại tụi con sẽ vô bếp mình làm một cái món gì đó để cô về rồi cái mình dọn ra mình mời cô ăn luôn. À, đúng rồi. Làm bếp nó cũng là một cái thú. Vâng. Chứ bây giờ làm nhiều ông cứ nghĩ bảo ôi đàn ông ai vào bếp. Đúng. Mọi người cũng biết là có ấy mà ở nhà này ấy, cả cô cả chú là chỉ thích ăn cái gà nó gà già. À, đúng rồi. Ví dụ nó ở đồi rồi nhưng mà con gà nó phải già gà thì ăn nó mới dai, chắc thịt nó mới ngon. Ủa, cô? Con xin lỗi, con đi muộn về quá. Con chào cô. Con giới thiệu với cô, con là Ngọc Lan. Con là MC của chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà. Hồi sáng con tới đây nhưng mà không có cô, cho nên là con đã được trò chuyện với chú khá khá câu chuyện rồi. Và bây giờ thì hình như là chú còn đang làm đồ ăn cho cô á. Hôm nay cô có việc bận quá, cô đang phải vừa mới đi làm giám khảo cho cái giọng hát vàng. Dạ. Đâm ra là cô biết tình nghĩa là cô cũng phải vội nhưng mà vẫn bị nhỡ, xin lỗi cháu nhé. Cô con thấy là chú còn đang làm đồ ăn. Con muốn cô dắt con đi tham quan cái vườn nhà mình á. Trong thời gian mà chú làm đồ ăn ha cô ha. Dạ. Để cô để cái túi đây đã nha. Đây là cái rau ngót Nhật. Dạ. Trồng thế này thôi nhưng mà ăn xong ăn mãi nó không có hết mà nó rất là ngọt. Dạ. Thứ nhất là rau của mình tự trồng. Dạ đúng rồi. Đấy. Như bên đây là cô trồng luân phiên hay như thế nào cô? Đây là cứ mùa nào thức đấy, tất cả những cái rau của mùa vừa rồi là nó đã hết. Thì bây giờ là chỉ còn để lại những rau muống này. Đây chờ cô là chuẩn bị đậu này. Con chuẩn bị là trồng, sắp tới là chuẩn bị trồng su hào này. À. Hay còn ớt này hay cà tím thì là cứ để quanh năm. Đấy. Cái cây này cũng đặc biệt này, nó là cây ổi Nhật nhưng mà mình gọi là ổi sim. Quả của nó sai lắm, năm vừa rồi nó tới hàng ngàn quả mà nó bé ôi thế này. Mình dặn lên ngồi nhở. Dạ. Lên một tí thì hôm nay chú cho mình chuẩn bị một món mà cô về cô ăn thế nào khen nhất đây mà tổng đạo diễn là chú. Cháu đi học vụ thôi. Mà không biết là cái sở thích của cô Hoa ở nhà là thích ăn thì cô cũng là cái người mà cũng không phải kỹ tính về vấn đề ăn đâu. Chắc có lẽ là cũng tại vì là tin tưởng ở cái tay nghề của chú thôi. À. Thành thử ra là rất là yên tâm về vấn đề là làm món gì là bà cũng sơ món đấy thôi. Cô, với cái công việc mà thường xuyên vắng nhà như vậy á, thì có bao giờ mà chú phiền lòng cô về những cái sự việc như thế này không? Thật ra chú là một trai Huế, cho nên là có lẽ là nó cũng có một sự cách biệt nhau về văn hóa. Dạ. Cô thì là gái Bắc, với cô với chú thì chú cũng nền nã, chú ngồi im để lắng nghe cô hát, cô nói chuyện. Chú bạn bè chú bảo sao vợ mày nó nói nhiều thế mà mày chả nói gì. Thì chú còn trêu chú bảo tạo đấy thì cái đài phát thanh mình nói phải đâu rồi nữa. Cô là diễn viên của đoàn ca nhạc Đài Tiếng Nói Việt Nam mà. Yeah. Thế nhưng mà đúng vợ chồng nó là cái duyên phận đấy. Yeah. Cái lúc cô lấy chú thì chú khổ lắm, vất vả, tiếng tăm rồi đủ rồi. Cái xã hội nó không được như bây giờ. Bây giờ cô nghĩ là cái chuyện như của cô thì quá là đơn giản. Dạ. Quan niệm của cô về gia đình ấy. Gia đình là cái nơi mà người ta thường hưởng được tất cả những các cái tinh tế, những cái tinh hoa lòng tốt của nhau. Đồng thời là cái nơi phải chịu đựng tất cả thứ như tật xấu của nhau. Yeah. Khi mà đã sống với nhau thành gia đình, thành vợ chồng rồi mà càng chịu đựng được thói hư tật xấu của nhau bao nhiêu thì cái gia đình càng bền chặt bấy nhiêu. Yeah. Đừng hy vọng rằng ở lấy chồng lấy vợ xong rồi chỉ có tình yêu, chỉ có điều đẹp tốt đẹp như có đâu. Những ngày đầu của cô với chú yêu nhau như thế nào cô? Cô chả nhớ được đâu, mình nhớ bữa hôm đầu tiên là chú ấy ở Hải Phòng ấy, cô đi diễn xong cô xuống thì cô thấy cái miếng dứa ngon quá. Cô thích cô ăn thì đứng dậy cô hỏi bao nhiêu tiền thì bà ấy cười bảo cái anh kia anh giả rồi. À. Thế là cái chú kia chú giả rồi, thế là cô phải nhắn cảm ơn chứ bộ, không thôi là ăn không của người ta sao. Thế là bắt đầu cảm ơn thì là chàng bắt đầu nói là với một cái sự quyến rũ rất là lạ, thì lạ bởi vì ông đẹp quá đi. Nhưng nói thật là lúc đấy mà cô nhìn thấy chú ấy đẹp đến mức ngã ngồi ra được. Thế sao lại có một cái người mà cao giáo cô nhá, cô thì có thước 50 đúng không? Chú ấy thước 7, lúc đấy là chú thước 7, 72, 73 gì đấy. Cô nói chuyện chú là cô hình như thế.
Thế nhưng mà chú rất là dịu dàng, chậm chạp và có một cái gì đấy nó giãi bày. Thế nhưng với cái người mà lúc nào cũng cứ cuồng nhiệt như cô thì tự nhiên gặp phải một cái người họ cứ lờ lững như thế này thì tự nhiên là mình là bị hốt liền. Thế rồi duyên phận thành vợ chồng và cho đến bây giờ thì cháu thấy là cuộc sống của cô là có lẽ là tương đối hoàn thiện. Nó cứ nhẹ nhàng và bình yên như vậy cô ha. Cô đi suốt, cô cứ bận rộn. Đôi khi cô cứ cảm thấy là lúc nào cũng có lỗi với ông. Thế thì những lúc mình ở nhà mình bù đắp thôi cô. Không bù được đi chứ chẳng được. Cô lại là cái người không chăm sóc được bất kỳ ai đến nơi đến chốn cả. Không, sứ mệnh của cô sanh ra là để chăm sóc và phục vụ cho khán giả. Còn cái việc mà chăm sóc người trong gia đình thì là việc của chú. Chắc vậy đấy. Dạ. Cô nghĩ là đôi khi chú chịu thiệt thòi cho nên là thỉnh thoảng những cái đợt mà cô tổ chức toàn thế giới là cô toàn lôi chú đi. Dạ. Ý Hà Lan, Bỉ, tận về Ba Lan, Đức cực đi đẹp. Dạ. Đó là đi Paris, đi tất cả những cái nơi nào mà đẹp thì cô. Dạ. Cũng muốn chú đi cùng. Dạ. Hồi nãy con nghe chú tâm sự là hồi lúc mà mới yêu cô là gia đình của chú là gia đình người Huế mà, cho nên là cũng không có đồng thuận ngay từ thời điểm đầu cho lắm. Rõ ràng rồi, cô mà là bố mẹ cô cũng chả bao giờ đồng ý một đứa con trai đẹp trai lồng lộng như thế để lấy một cái bà vừa lùn vừa đen có hai đứa con riêng. Yeah. Cô cũng đã là người mẹ cho nên cô rất cảm thông rằng tại sao ông bà già không đồng ý. Yeah. Bà đã từng bắt chồng cô về Huế xong mà là giới thiệu cô nhớ là hai phát thanh viên đài truyền hình Huế này, rồi là các cô mấy cô có mấy cửa hàng rất là lụa mê rất là đẹp. Cô thì cô đinh là thôi, thế là không bao giờ quay trở lại, bước chân đi cấm kỳ trở lại. Thôi toang rồi. Chàng đã về và chàng sẽ trở sẽ có một cô dâu Huế dễ thương nhẹ nhàng rồi. Thế nhưng mà bỗng có một buổi chiều tự nhiên cô thấy chú ra. Ra cô không tin vào mắt mình, cô ra xong rồi tặng cô một cái bánh xà phòng Lux như này. Lúc đấy là quý lắm. Dạ. Cách đây 36 năm mà cái bánh xà phòng Lux mang ra giòn rén kêu là mạ gửi cho mình. À. Một cái điều mà biết rằng nói dối nhưng vẫn sướng. Làm sao mà bà già đã đồng ý. Dạ. Để mà gửi cho mình chứ. Thế nhưng mà mình vẫn cầm và mình cảm thấy là hắn yêu mình thật. Lúc đấy cô mới có cảm giác là hình như là không phải cái cảm nhận, cái cảm tính của những người nghệ sĩ đến với nhau, cái phục tài hoặc là cái đam mê. Thực sự cô thì vẫn được mệnh danh là duyên dáng đấy. Dạ đúng rồi đấy. Cô nói chuyện với cô còn quỷ thuốc mà. Thế thì không phải là chỉ vì duyên dáng hay chỉ vì ông ấy đẹp trai hay là vì hát hay hay là vì diễn hề giỏi nữa. Tất cả những cái đấy nó qua cái ngưỡng rồi. Dạ. Và khi gia đình đã tách hai đứa ra, khi mà ông quay trở lại thì cô nghĩ nó là số mệnh rồi. Và nó là một cái sự thật lòng. Bởi vì nếu như ông không thích cô thì đấy là một cái cơ hội duy nhất và một cái sự giải thoát duy nhất để ông không bị mang tiếng là phụ bạc. Dạ đúng rồi. Ok. Dạ. Bây giờ là bố mẹ bắt về thì chịu rồi. Dạ. Nhưng mà khi chàng quay trở lại thì mình biết rằng xong rồi đấy. Cái buổi trò chuyện ngày hôm nay giúp cho những cái người phụ nữ một lần đò họ sẽ có cái nhìn rất là thoáng và họ sẽ dễ dàng mở lòng hơn, cởi cái lòng mình ra để cho người ta gặp và người ta thắt cái lòng mình lại chung với người ta. Thôi bây giờ con với cô vào trong nhà mình dùng cơm, chắc là cơm xong rồi ha cô ha. Cô cũng đói rồi. Dạ dạ. Bữa ăn ngày hôm nay là không phải chỉ một mình chú nấu cho cô đâu mà còn có bàn tay của anh Khuê nữa đó. Phụ bếp rất nhiệt tình. Chú thì ngày nào cô cũng phải cảm ơn rồi, chắc là phải cảm ơn cả đời. Thì là cô thường xuyên được chú nấu. Nhờ hôm nay là rất là vui và có lẽ cũng là lâu lắm rồi mà cháu là một trong những diễn viên mà cô cực kỳ mê. Dạ. Rất là thích cái cách diễn của cháu mà hôm nay lại được ngồi ăn. Dạ. Nhất là cháu đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Thì cô giới thiệu đây là con. Dạ. Trai cô, ca sĩ Tô Thất Thái Sơn cùng đoàn với cả anh Khuê nhưng. Dạ. Mà là nhà hát tuổi trẻ. Đây là cháu nội cô, sinh viên năng thứ nhất Nhạc viện Hà Nội. Tôn Nữ Nguyệt Vi, cháu học piano và đàn bầu. Vừa bầu và piano. Tôi tới nhà mỗi lần mà làm tiệc là không cần mời ca sĩ rồi. Ca sĩ có đầy rồi, nhạc công cũng có luôn. Nói chung là ca sĩ thì ở nhà trồng được. Dạ, chú hát hay lắm đấy. Thật ra. Xin mời chú và cả nhà. Xin mời. Cháu mời Sơn. Vừa không vừa miệng không cô? Chắc là quá ngon à. Con thấy ngon lắm luôn á. Cái vị con ăn rất là vừa miệng con.
Cảm giác giống như là chú có thể nấu được cho cả hai miền Nam Bắc luôn á. À thế à, bởi vì chú ở miền Trung mà. Đúng rồi, chú gốc miền Trung rồi, cho nên là phải chiều vị của cả Nam và Bắc. Chú ơi, con nghe nói hình như là cô chú ở với nhau mà tới 30 mấy năm sau chú mới tổ chức một cái đám cưới cho cô, đúng không chú? Đúng rồi, cách đây 2 năm, thông tin là nắm nhanh lắm. Nói đến cái đám cưới đấy thì phải nói là tội lỗi là do thằng con trai nhờ mà mưu. Cùng chủ mưu là con trai. Cô là hoàn toàn không hề biết quay cái Người Phụ Nữ Hạnh Phúc chương trình đấy. Thì cô có buột mồm cô nói ra rằng cô chưa bao giờ làm cô dâu mặc dù hai đời chồng. Thế là các bạn ngấm ngầm liên lạc với con trai cô. Thế xong là bảo cô rằng là có một cái tiệm áo cưới muốn tặng cô một bộ áo cưới để chụp ảnh thôi. Chị hoàn toàn nói cô là cô mấy chú sẽ chụp ảnh cô dâu chú rể để kỷ niệm cho con cái thôi. Không hề, thế cô đi xuống. Người ta hóa trang cho cô suốt từ đón cô từ đây là 7 giờ sáng thì xuống hóa trang. Đến 10 giờ về đây thì đã đầy cả một sân cưới rồi. Tất cả bọn này nó lừa mình, nó cứ bảo thôi nhưng mà đã chưa có cái ảnh cô dâu nào cả, phải cô dâu một lần chứ. Thế là cả con trai con dâu đều ép mẹ đi để hóa trang cô. Hóa trang mặc áo cưới về để chụp ảnh cả nhà kỷ niệm. Rồi xong. Thế là rất vui đúng không ạ? Tôi thấy là xúc động lắm. Đã, về đến nơi thì thấy một chàng tóc cầm một bó hoa mặc đồ. Tất cả một sân đầy đám cưới. Cô dâu mặc dù là 68 tuổi nhưng mà khóc là chính, cười ít lắm. Bởi vì cái điều bất ngờ họ dạ, làm cho mình bất ngờ. Vậy rõ ràng là quá viên mãn rồi. Thì ít nhất cũng một lần làm cô dâu. Con thấy là chú cứ tưởng tỉm cười thôi. Khi nãy không có cô ở nhà là cô nói, chú nói nhiều lắm. Chú kể quá trời kể luôn mà bây giờ cô về là coi như là chú chỉ tưởng tỉm cười thôi. Cô chú lấy đúng phải cái đài phát thanh rồi. Cô chú sống với nhau là 30 mấy năm rồi ạ? Từ 83. 37 năm. Vậy thì cô chú có cảm thấy là hiện tại bây giờ là mình quá hài lòng với cuộc sống của mình, hay là nó còn một cái điều gì trăn trở nữa hay không ạ? Ví dụ như gia đình của chú ngày xưa là cũng không có được vui cho lắm về cái cuộc hôn nhân này. Và bây giờ thì mình đã giải tỏa được hết cho gia đình hai bên chưa ạ? Hình như là cô có một cái... Thông cô có một cái điện gì kỳ lạ ấy. Không những là lấy lọc chồng mà bố mẹ chồng rất nhanh bị thu hút. Một vài năm sau, nhất là khi có cháu. Khi có Sơn thì là ông bà chị quý ngay. Vì là cái hồi đấy là ông bà già chú là ở Huế, thỉnh thoảng là viết thư về thôi. Hôm đó thì có những cái mùa hè thì được nghỉ về, thì chú cũng nói luôn là thôi bây giờ là mọi chuyện nó đã thế rồi, bọn con đã thành vợ thành chồng, đã ở với nhau rồi thì thôi ba mẹ cũng nên là chấp nhận với bọn con. Để rồi thì con quyết định như thế thì sướng khổ gì là con phải chịu, nhưng mà ba mẹ yên tâm là bây giờ hiện nay bọn con đang hạnh phúc lắm. Thì ba mẹ cũng nên vui, nên đấy. Thì từ đấy là ông bà nhà ok, cũng là mọi thứ cũng trở lại bình thường rồi. Thì về nhà thì ông bà không những là không có thái độ gì mà cũng là rất là thương con dâu. Cô đố còn đố con đố cả quên nữa là cô lấy chú ai thất vọng nhất? Nghĩ chắc là cô gái, những cô gái chung quanh á. Không, cái quan trọng là tất cả mọi người từ già đến trẻ và nhất là các bạn mà có tí chú thích ý, chú thích Tôn Thất Lợi thì cá với nhau rằng cuộc tình này không tồn tại rồi được quá 2 năm. Dạ, mình phải càng hạnh phúc thì người ta sẽ không còn soi mói gì về cuộc sống của mình nữa. Đấy là lúc bấy giờ thì cô còn để ý đến xung quanh. Thú thật với mọi người rằng ít nhất là khoảng 15 năm nay cô không bao giờ để ý xem ai nói cái gì ở xung quanh cô nữa. Mà cô chỉ lo rằng con cô nó như thế nào, để cháu cô như thế nào, nó thích cái gì, hay chồng cô thích cái gì. Và làm sao mà vẫn có một cái mơ ước là đến một lúc nào đấy tất cả họ hàng, anh em ruột thịt rồi dâu rể cùng nhau đi du lịch một vài nước nổi tiếng thế giới. Chỉ thế thôi, còn không liên quan, không có nghĩ ngợi gì. Đó là mong mỏi của cô ở thời điểm này. Thế còn chú, mong mỏi của chú ở thời điểm này là gì chú? Bây giờ là chú mãn nguyện lắm rồi, không là mong mỏi gì nữa cả. Con rất là cảm ơn cô chú rất là nhiều ngày hôm nay đã đồng ý nhận lời mời tham gia chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà. Cô phải cảm ơn vì là rất là xa cái chương trình đến thăm nhà mà từ thành phố Hồ Chí Minh ra đây đến với gia đình nhà cô. Cô thấy là rất là vui, hạnh phúc. Và
Còn một cái điều nữa là cô nói thú thật, hôm nay thật ra là cô còn muốn nói nhiều nhưng mà nắm tay này nhưng mà cô học Khuê. Khuê có nhớ cái nhân vật của Khuê mà nói ít thôi. Rất là vui bởi vì là Khuê là người cô rất là quý thật lòng. Đối với cháu thì lần đầu tiên cô gặp và cô ngạc nhiên là cái sự thông minh dí dỏm của cháu. Anh ơi nhá, rất là giỏi nhá, cứ hỏi xong cứ moi moi chuyện. Con hỏi là đây con học kinh nghiệm. Cô ơi, thật sự ra con có một yêu cầu nhỏ nhỏ nữa, con không biết là cô có đáp ứng được cho con với lại quý vị khán giả hay không. Đó là con rất là muốn nghe cô hát, tại vì đâu có dễ gì có cơ hội mà được nghe cô hát trực tiếp như thế này đâu. Đi phải cho bà đàn đô thử. Cháu nội sẽ đàn nha mọi người ơi. Nhắc con tặng là lối thơm ngát cho em hát cùng người, bởi lối yêu cuộc đời nên xanh thắm tươi ruộng đồng, sóng lấp lánh bạc hồ cho hoa em ngào ngạt, hương hoa bay rào rạt, làng hoa em gọi mùa mùa xuân. Lúa lên xanh thắm bên hoa em thơm mát, Hồ Tây ơi mùa xuân, tình ca đơm hoa từ lòng đất đôi lứa. Gục ngã luôn, hoa lúa gì gục ngã hết, rủ đầu hết luôn với giọng ca này. Trời ơi, con rất là hạnh phúc lắm luôn. Con được nghe cô hát một cách trực tiếp và gần như thế này. Một lần nữa con xin được cảm ơn cô chú, cảm ơn hai bạn đã cho con ăn cái bữa ăn rất là thân mật như thế này. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình.